chào quý vị và các bạn. Với hình thế là dạnh áp thấp nâng trục lên phía Bắc, giúp cho mưa dông ở Bắc Bộ đang giảm nhanh, chỉ còn rải rác chủ yếu tập trung tại khu vực vùng núi. Chính rãnh mây này nâng lên cũng khiến cho vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng hơn về phía nước ta và gia tăng nắng cũng như là tăng nhiệt tại nhiều khu vực. Vì thế mà từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 6 thì Bắc Bộ sẽ có nắng mạnh vào ban ngày. Nắng nóng bắt đầu xuất hiện ở khu vực Trung Du và vùng đồng bằng trong ngày mai, sau đó thì tiếp tục lan ra hầu khắp Bắc Bộ trong hai ngày tiếp theo. Mức nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng nhanh lên mức là 35 đến 37 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Quá trình nâng trục dần lên phía Bắc của rãnh thấp và sự mở rộng trở lại của vùng thấp nóng phía Tây cũng khiến cho nắng nóng tại khu vực Trung Bộ gia tăng cả về cường độ lẫn diện nóng. Dự báo mức nhiệt có thể lên tới ngưỡng là 35 đến 38 độ, riêng khu vực vùng núi phía Tây sẽ có nhiều điểm đạt ngưỡng là 39 độ, thậm chí còn cao hơn. Đáng lưu ý là ban ngày trời nắng mạnh và nóng như vậy, nhưng về chiều tối thì Trung Bộ sẽ có mưa rào và dông ở một vài nơi. Trong cơn dông, quý vị cũng cần đề phòng với lốc sét và gió giật, thậm chí là mưa đá có thể xảy ra. Lưu xuống phía Nam, gió mùa Tây Nam yếu khiến cho tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong cả 3 ngày tới vẫn duy trì nắng nhiều vào ban ngày, với mức nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên phổ biến là từ 30 đến 33 độ. Trong khi đó, tại Nam Bộ nóng hơn với nhiệt độ là 32 đến 35 độ. Chiều tối có thể xuất hiện mưa rông rải rác vài nơi. Trên hầu khắp Biển Đông, bao gồm hai huyện đảo là Hoàng Sa và Trường Sa đều duy trì thời tiết ổn định với gió phổ biến ở mức là cấp 4, cấp 5. Chỉ riêng khu vực Nam Biển Đông thì có mưa rào và rông rải rác vào chiều tối, khiến cho tầm nhìn giảm, cần đề phòng với gió giật mạnh trong cơn mưa.